thưa quý vị khán giả trước đây bệnh sởi thường hay xảy ra vào mùa đông xuân nhưng trong vài năm gần đây bệnh sởi xảy ra quanh năm dù phổ biến nhất ở trẻ em nhưng mọi đối tượng vẫn có thể mắc bệnh sởi và nếu không kiểm soát kịp thời bệnh sởi có khả năng lây lan nhanh chóng do virus dễ lây qua đường tiếp xúc thông thường sởi không phải là bệnh truyền nhiễm đặc biệt nguy hiểm dù người bệnh chưa có kháng thể trước đó tuy nhiên nếu người bị suy giảm miễn dịch mắc phải khả năng kháng virus kém đi nên nguy cơ biến chứng cao Do đó, kể cả người lớn và trẻ nhỏ vẫn cần chú ý không nên chủ quan theo dõi và điều trị nghiêm túc. Tổ chức y tế thế giới cũng vừa đưa ra cảnh báo về sự lây lan nhanh chóng của bệnh sởi trên toàn thế giới, với hơn 306.000 trường hợp được báo cáo vào năm 2023, tăng 79% so với năm 2022. Đặc biệt trong năm 2023, thế giới chứng kiến số ca mắc sởi gia tăng mạnh ở khu vực châu Âu khiến hàng triệu người gặp nguy hiểm. Cụ thể, hơn 58.000 người ở 41 trong số 53 quốc gia thành viên trong khu vực trái dài khắp châu Âu và Trung Á mắc bệnh sởi. Hàng nghìn người phải nhập viện và 10 trường hợp tử vong liên quan đến bệnh sởi. Tại Việt Nam, theo Bộ Y tế, trong năm 2023, bệnh sốt phát ban nghi sởi có tăng tại một số địa phương. Cả nước ghi nhận 393 trường hợp mắc tăng 35 ca so với năm 2022. Dữ liệu của hệ thống báo cáo bệnh truyền nhiễm ở nước ta từ đầu năm 2024 đến nay đã ghi nhận trại rác 42 trường hợp mắc bệnh sởi và sốt phát ban nghi sởi tại 13 tỉnh, thành phố, không ghi nhận ổ dịch tập trung. Bệnh sởi do virus sởi xâm nhập vào niêm mạc đường hô hấp trên, dầu máu, sinh sản ở hệ lưới bô bào bệnh sởi lan truyền cho dịch mũi họng của người nhiễm bệnh khi người bệnh ho hát hơi nói chuyện virus sởi lan truyền rất nhanh có thể sau 2 giờ người lành hít phải những giọt nước trong không khí có nhiễm virus sởi mà người bệnh làm bắn ra 90% trẻ em tiếp xúc với trẻ mắc bệnh sởi sẽ bị lây bệnh còn về mức độ nguy hiểm thì sởi là một trong những bệnh nguy hiểm có tính lây lan nó có thể lây thành dịch lớn à, khi mà người bị nhiễm bệnh á, thì sẽ bị suy si giảm miễn dịch cho nên nó là có thể có những cái biến chứng nặng trong đó là những biến chứng thường gặp nhất á, là có thể là viêm phổi viêm phổi kéo dài viêm não à, viêm tai hoặc à, thậm chí là có thể dẫn đến tử vong so với trước đây bệnh sởi thường xảy ra trong mùa khô tuy nhiên những năm trở lại đây bệnh xuất hiện quanh năm Bệnh sởi có thể gặp ở mọi lứa tuổi, những người chưa có miễn dịch với sởi đều có nguy cơ mắc bệnh, nhưng trẻ em là đối tượng dễ mắc bệnh hơn. Bệnh dễ lây lan ra cộng đồng, gây thành dịch. Tại Tây Ninh, tính đến tháng 7 năm 2024, toàn tỉnh có 12 ca mắc phát ban gây sởi, trong đó 5 trường hợp đã có kết quả xét nghiệm dương tính với sởi. Hầu hết đây là những trường hợp trẻ từ 5 tháng tuổi đến 5 tuổi và chưa được tiêm vaccine phòng bệnh sởi. Các trường hợp trẻ mắc sởi được điều trị tại khoa nhi Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh. Trước khi nhập viện, trẻ đều có triệu chứng sốt, ho, chảy nước mũi, nổi bàn rải rác toàn thân. Chẩn đoán lâm sàng nghi ngờ trẻ mắc bệnh sởi. Bệnh viện đã lấy máu gửi về viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh, kết quả các bé dương tính với bệnh sởi. Theo khoa nhi bệnh viện Đa khoa Tây Ninh, hiện đã có 2 trên 5 trường hợp mắc sởi đã xuất hiện, sức khỏe ổn định và không để lại di chứng. Các bệnh nhi còn lại vẫn tiếp tục được theo dõi điều trị tại khoa. Tuy nhiên, nếu trẻ không được điều trị kịp thời, rất dễ dẫn đến những biến chứng nguy hiểm. Sởi rất dễ lây lan và bùng phát thành ổ dịch. Mặc dù phần lớn trẻ mắc bệnh đều có thể hồi phục sau một thời gian nhưng ở những trẻ có sức đề kháng kém như trẻ dưới 1 tuổi thì bệnh có thể diễn tiến nặng và gây ra biến chứng về sau. Virus gây bệnh có thể lây lan ngay cả khi bệnh chưa có biểu hiện ra bên ngoài, kéo dài từ thời gian ủ bệnh đến khi người bệnh phát ban hoàn toàn. Ngoài những biến chứng được bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Thị Kim Tuyền, khoa nhi Bệnh viện Đa Khoa Tây Ninh chia sẻ, thì còn các yếu tố làm tăng nguy cơ biến chứng bệnh sởi như hệ thống miễn dịch yếu, người đang mắc bệnh dùng thuốc ức chế miễn dịch hoặc bị HIVs. Trẻ em dưới 5 tuổi và người lớn trên 20 tuổi có nguy cơ cao hơn so với nhóm tuổi trung niên. thuốc điều trị, các bệnh lý liên quan như viêm phổi, viêm tai giữa, viêm khối quản, viêm màng não và viêm màng cứng sẽ làm tăng nguy cơ biến chứng phụ nữ mang thai cũng có nguy cơ cao hơn do hệ thống miễn dịch yếu hơn trong thời kỳ thai ngán. Suy giảm sức khỏe tổng quát, do đó mọi người cần nhận biết sớm các triệu chứng của sởi để kịp thời điều trị, tránh dẫn biến chứng nặng nề. À, về triệu chứng sởi thì các triệu chứng sẽ lần lượt xuất hiện theo giai đoạn bệnh. Khi mà tiếp xúc với với trường hợp mắc bệnh sởi thì sẽ có thời gian ủ bệnh là khoảng 14 ngày có thể là tới 21 ngày sau đó thì các triệu chứng sẽ xuất hiện lần lượt giai đoạn đầu thì người bệnh sẽ có sốt nè sổ mũi ho tiêu chảy sau đó thì sẽ phát ban ban thì nó thường sẽ xuất hiện ở sau tay trước rồi sau đó thì ở mặt rồi ở lan ra toàn thân đến tay chân À, sau đó thì à, sẽ nếu như mà à, trường hợp mà suy si giảm miễn dịch đó thì à, sẽ dễ dẫn tới các biến chứng là viêm phổi nè, à, viêm não, viêm tai. À, khi mà mình à, thấy con em trẻ em ở à, trong nhà mình nó à, có các triệu chứng đó thì à, nên là nên đưa đi à, khám sớm. Do giai đoạn ủ bệnh, sốt phát bàn da sởi thường có biểu hiện khá giống nhau thể hiện qua những triệu chứng như bệnh nhân bị sốt, sốt nhẹ hoặc sốt cao từ 38 đến 39 độ C. Xuất hiện cảm giác mệt mỏi lừ trừ vì sốt cao, trẻ nhất mỏi các cơ bắp biến ăn, biến bú, một số trẻ có thể bị nôn ói hoặc tiêu chảy. Sự khác biệt giữa sốt phát ban và bệnh sởi rõ rệt nhất là vào giai đoạn toàn phát với phát ban rất đặc trưng của bệnh sởi. Sốt phát ban thông thường hồng ban có dạng mịn và sáng, ít gồ lên mặt da. Ban nổi đồng loạt khắp cơ thể của trẻ và sau khi bay thường không để lại dấu tích gì trên da trẻ. Còn bệnh sởi thường khởi phát bằng triệu chứng sốt cao kèm theo các dấu hiệu như ho, chảy mũi, nổi hạch cổ, sau tai, viêm kết mạc, đau mắt đỏ, mắt lèm nhèm, phù nề mí mắt, tiêu chảy. Khi bị sởi, các ban đỏ xuất hiện từ ngày thứ tư đến ngày thứ sáu của bệnh. Lúc đầu ban xuất hiện ở sau tay, sau đó lan ra mắt, dần xuống ngực, bụng và ra toàn thân. Khi ban sởi biến mất, cũng mất dần theo thứ tự đã nổi trên da. Đặc điểm ban sởi là ban dạng sẩn, ban gộ lên mặt da. Khi bay sẽ để lại những chết thăm trên da rất đặc trưng. Hiện nay, bệnh sởi chưa có thuốc điều trị đặc hiệu nếu đủ điều kiện chăm sóc và cách ly có thể chăm sóc và điều trị tại nhà. Với trẻ nhỏ, cần chú ý không cho trẻ bị bệnh tiếp xúc với trẻ lành. Trẻ bị sởi phải nghỉ học để tránh lây lan cho trẻ khác trong lớp học, trong trường. Một số lưu ý khi điều trị sởi tại nhà. Uống thuốc hạ sốt khi sốt từ 38,5 độ C trở lên. Nhỏ mắt bằng nước muối 0,9% bổ sung vitamin a để dự phòng thiếu vitamin a giúp bảo vệ mắt nhưng phải theo hướng dẫn của bác sĩ vệ sinh thân thể thay quần áo vệ sinh môi trường xung quanh giữ gìn phòng thông thoáng sạch sẽ không kiên khem trong chế độ ăn đảm bảo ăn đầy đủ chất dinh dưỡng tăng cường các loại hoa quả có màu đỏ màu cam uống nhiều nước người chăm sóc cần đeo khẩu trang rửa tay sạch trước và sau mỗi lần tiếp xúc trẻ còn bú mẹ vẫn tiếp tục cho bú và kết hợp chế độ ăn bổ sung hợp lý. Chế biến thức ăn mềm, dễ tiêu, nấu chín kỹ, ăn nhiều bữa nhỏ trong ngày. Thời gian người bệnh cần cách ly là từ lúc nghi mắc sởi cho đến ít nhất 5 ngày sau khi bắt đầu phát ban. Trong thời gian chăm sóc và điều trị tại nhà, người bị sởi có các dấu hiệu bất thường như xuất hiện sốt lại, ho nhiều hơn và có đờm, có biểu hiện chói mắt hoặc có các biểu hiện bất thường khác thì cần đưa đến cơ sở y tế để được khám lại và xử trí kịp thời. Mặc dù sởi là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, nhưng sởi cũng là một trong những bệnh có thể phòng ngừa với hai liều vaccine khi còn nhỏ có khả năng bảo vệ 97%. Để phòng tránh thì cách tốt nhất hiện tại hiệu quả nhất là tiêm chủng. À, mình đi tiêm ngừa sởi sớm khi mà khi mà có lịch tiêm chủng khi mà con em mình nó tới đủ tuổi để tiêm chủng thì nên đi tiêm chủng à, về vaccine sởi hiện tại thì đã có trong chương trình tiêm chủng mở rộng của mình rồi thì ở trạm là mình có tiêm chủng rồi ở đó cho, cho, trẻ 9 tháng và mũi hai là lúc 18 tháng thì, à, hiệu quả vaccine rất là tốt để phòng ngừa bệnh cho nên đó là nên đưa trẻ đi tiêm chủng có thể thấy, cách phòng ngừa tốt nhất hiện nay đối với mọi lứa tuổi là tiêm ngừa. Các bác sĩ khuyến cáo đến các bậc phụ huynh, người chăm sóc trẻ em cần xem lại trẻ đã chích đủ lịch hay chưa để bổ sung. Trong trường hợp có dịch sởi bùng phát, bé có nguy cơ tiếp xúc với trẻ bị sởi, phụ huynh cần đưa bé đi khám càng sớm càng tốt để xem xét chỉ định tiêm ngừa sớm vaccine sởi và có điều trị phù hợp nhằm ngăn ngừa biến chứng nặng. Thưa quý vị khán giả, từ những thông tin cụ thể về triệu chứng và cách phòng bệnh sởi, nếu nhận thấy có biểu hiện nghi ngờ, đặc biệt là trẻ em, chúng ta nên đưa trẻ đi thăm khám sớm tại các cơ sở y tế uy tín để được các bác sĩ chuyên khoa kiểm tra và điều trị. Ngoài tiêm vaccine sởi đầy đủ để phòng nhiễm bệnh, cần giữ vệ sinh đúng cách như rửa tay bằng xà phòng, sát khuẩn cho trẻ, hướng dẫn trẻ tự thực hiện trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh, vệ sinh mắt, mũi, miệng và tắm hàng ngày cho trẻ cho trẻ uống nhiều nước, nước hoa quả ép. Khẩu phần ăn của trẻ cần đủ dinh dưỡng, nhất là những thực phẩm giàu đạm và vitamin A, nơi ở cần thoáng mát sạch sẽ. Chương trình Y tế và Sức khỏe hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị khán giả vào các chương trình tiếp theo trên kênh TTV11. Còn bây giờ, Mạnh Tiến xin kính chào và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.